bốn đồ vật dù cũ đến mấy cũng tuyệt đối không vứt vào thùng rác, kẻo tiền vàng đổi nón ra đi. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, từ trước đến nay, nhiều người suy nghĩ rằng cứ đồ vật nào cũ kỹ hỏng thì vứt đi ngay, nhưng điều này lại không hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị. Theo quan niệm phong thủy, có bốn đồ dù cũ đến đâu cũng tuyệt đối không được thẳng tay vứt vào sọt rác, kẻo phạm lỗi phong thủy, khiến cho gia chủ đang giàu đứt vách đổ tường, bỗng mất tài lộc, làm ăn lụi bại, xui xẻo triền miên. Với những món đồ cũ không còn dùng đến, vứt bỏ là cách tốt nhất để nhà cửa được gọn gàng. Tuy nhiên, theo phong thủy, có những món đồ nếu vứt bỏ có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may. Vậy những món đồ cấm kỵ vứt vào thùng rác là gì? Và có cách nào hóa giải giúp gia chủ tránh vận xui? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trong video hôm nay của chương trình. Thứ nhất là gương vỡ từ thời cổ xưa. Chiếc gương đã là vật linh để trừ tà và ma quỷ. Theo phong thủy thì gương có khả năng lưu giữ hình ảnh của một phần linh hồn của những người từng soi chúng. Người xưa có quan niệm nếu làm vỡ gương, người sở hữu sẽ gặp nhiều xui xẻo trong 7 năm liền. Ngoài ra, theo phong thủy, gương vỡ sẽ tỏa ra những nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Nếu vứt gương và thùng rác trong nhà, đồng nghĩa với việc giữ những năng lượng xấu đó trong nhà. Vậy khi vô tình làm vỡ gương, thay vì ném vào thùng rác, bạn hãy làm theo cách hóa giải vận xui sau đây để tránh gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống. Thu dọn kỹ càng những mảnh vỡ để tránh gây bị thương cho những người trong gia đình. Bọc vào một chiếc túi rồi đem đi chôn vào buổi tối hoặc vứt bỏ ở bãi rác công cộng. Bạn cũng có thể vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui xẻo đi ra khỏi nhà. Một số nơi còn hóa giải bằng cách đập các mảnh vỡ thật mịn rồi thổi ném đi vì họ tin rằng là vụn gương sẽ hàn gắn số mệnh. Nhưng cách này khá nguy hiểm và ảnh hưởng đến con người. Thứ hai là ví tiền. Một số quan niệm tâm linh cho rằng là không nên sử dụng một chiếc ví quá 3 năm. Dù chiếc ví bạn đang sử dụng vẫn còn rất tốt và bạn rất yêu thích nó thì hãy tỉnh táo và vứt nó đi ngay. Nếu muốn tài vận của bạn không nghèo đói trong năm tới, nếu sử dụng quá 3 năm thì tiền tài của bạn sẽ gặp khó khăn hoặc giảm đi đáng kể, nếu không nói là dậm chân tại chỗ. Vậy khi vứt đi ví tiền thì quý vị có hay vứt thẳng vào thùng rác hay không? Nhiều người cho rằng là ví tiền đã cũ thì nên vứt luôn vào thùng rác chứ không cần giữ lại. Tuy nhiên là ví tiền là vật tượng trưng cho của cải gắn liền với người sử dụng. Do đó vứt ví tiền vào thùng rác là thẳng tay vứt tài sản của mình, kéo theo vận xui về tiền bạc, tài vận. Chính vì thế thay ví mới hoặc là khi mà thấy ví cũ không còn may mắn, hãy đặt nó vào trong một chiếc túi và chôn xa dưới đất vào ngày mưa. Thứ ba là bát đĩa vỡ. Người xưa cho rằng là làm vỡ bát đĩa trong những ngày đầu năm là điềm báo của một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó. Những điều không tốt lành sẽ xảy đến. Mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp sẽ có nguy cơ bị đổ vỡ, tiền tài mất mát giống như một chiếc gương vỡ. Đây cũng là một trong những vật không được vứt vào thùng rác. Người xưa thường hay đem bát đĩa vỡ đi chôn hoặc là vứt xuống lòng sông. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện nay thì bạn nên đem vứt chúng ở những bãi rác cách xa nhà. Thứ tư là quần áo. Cũng như ví tiền, quần áo là vật gắn bó với người dùng, dùng để che chắn cơ thể và làm đẹp. Nếu như đem vứt chúng bừa bãi chính là tự vứt bỏ bản thân, từ đó dễ gặp xui xẻo. Hơn nữa, vứt quần áo và thùng rác sẽ làm tăng lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường. Một số gia chủ đối với quần áo cũ còn đốt bỏ. Quý vị có biết là quần áo là thứ tuyệt đối kỳ kỵ đốt đi? Bởi theo quan niệm phong thủy, đốt quần áo là đốt cho người đã khuất. Nếu trong nhà không có tang ma thì việc đốt quần áo của người còn sống sẽ khiến cả gia đình gặp nhiều chuyện xui xẻo và thậm chí là những tai họa khó lường. Do đó bạn không nên vứt quần áo cũ mà hãy phân loại chúng rồi đem quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị thân mến, những món đồ cũ hỏng chúng ta không nên giữ trong nhà. Tuy nhiên với những món trên thì quý vị nên cẩn thận, không thẳng tay vứt vào thùng rác, kẻo xui xẻo bủa vây.
Bên cạnh đó, khi các gia chủ đi trên đường nhìn thấy các đồ vật có giá trị, thường nhặt chúng lên và đem về nhà. Tuy nhiên, theo quan niệm tâm linh thì có những vật cấm kỵ đem vào nhà, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, thậm chí là bị tà ma quấy nhiễu, gây hao tổn vận khí. Vậy những vật cấm kỵ đó là gì? Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là đồ trang sức đá quý cũ. Những món đồ trang sức được làm bằng đá quý có chứa nhiều năng lượng của người chủ, đồng thời theo phong thủy nó cũng có nhiều tác dụng tốt cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó mà bạn nhặt được chúng thì không nên sử dụng, bởi người xưa truyền lại rằng là chúng dễ mang tới tai ương xui xẻo cho bạn. Khi bạn nhặt món đồ này về nhà thì sẽ bị gánh những tai ương của người chủ cũ, bởi món đồ trang sức làm bằng đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân. Chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả tâm niệm và tai ương của người chủ. Vì thế, món đồ trang sức bằng đá quý chỉ nên là mua mới thôi, chứ không nên nhặt về bạn nhé. Thứ hai là tiền lẻ rơi ở ngoài đường. Khi đi trên đường thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ rơi trên đường. Bạn đừng bao giờ nhặt chúng nhé. Bởi theo quan niệm dân gian là tiền lẻ rơi trên đường thường dành cho những linh hồn mới mất, được người thân dùng để trải đường, hối lộ ôn binh. Chính vì vậy, khi bạn nhặt những tờ tiền này, đồng nghĩa là bạn đã phạm phải những điều cấm kỵ, dễ rước tai ương, xui xẻo cho bản thân và gia đình của mình. Một số các loại đồ đạc cá nhân, ảnh ví tiền hay là số tiền lớn của người khác đánh rơi cũng không nên giữ lại, nếu không thì nó sẽ mang đến nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chính bản thân bạn cũng như là mang lại những vận xui hết sức nguy hiểm. Thứ ba là gương đã qua sử dụng. Khi mà bạn thấy gương của người khác vứt đi, dù chúng còn rất là tốt thì bạn cũng không nên mang về sử dụng. Như chúng ta đã biết, gương là đồ vật kết nối giữa người âm và người dương. Nếu bạn sử dụng gương không rõ nguồn gốc, dễ gặp phải những điều tai ương xui xẻo. Với những đồ vật tâm linh như vậy thì bạn không nên nhặt về, kẻo trước thêm họa vào thân. Thứ tư là cành lá ở cây cổ thụ. Thói quen của người dân nước ta là vào ngày đầu năm mới thường đi ra chùa chiền hoặc là những nơi có cây cổ thụ, hái cành lá non mang về, lấy may mắn, nhưng điều này không hề tốt. Với những cây to, cành lá xum xuê thì theo dân gian truyền miệng, đó là nơi trú ngụ của các vong hồn. Thứ năm đó là đồ vật có tóc quấn quanh. Tóc là một bộ phận trên cơ thể người và nó cũng có nhiều vấn đề tâm linh, cho nên là chúng ta cần phải chú ý đến những đồ vật trên đường. Nó là một đồ vật xui xẻo mà nói chung là những thứ có dính tóc của người khác, dù là túi tiền thì cũng không nên nhặt lấy, nếu không bạn nhất định sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, có đôi khi còn vướng vào nhiều chuyện khác, thường bị yểm bùa chú. Quý vị thân mến, nếu như chúng ta gặp phải những vấn đề liên quan đến những thói quen thường ngày như là vứt đồ thẳng vào thùng rác hay là nhặt nhạnh những đồ vật ở bên ngoài, như thế thì bạn nên cân nhắc cẩn thận, bởi điều này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của chúng ta, mang đến xui xẻo, tai họa khôn lường. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những đồ vật đại kỵ không được nhặt mang về nhà thì có những đồ vật đại kỵ theo phong thủy ảnh hưởng đến tài vận phúc lộc của gia chủ. Thì việc trồng những loại cây sau đây sẽ làm cho gia chủ tiêu tán tài vận, hao tổn phúc khí, vận xui đeo bám. Người xưa cho rằng là 5 loại cây này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tài lộc, phúc đức của mỗi gia đình. Thứ nhất, cây xương rồng. Cây xương rồng mặc dù nổi tiếng với khả năng sống mạnh mẽ và sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước và màu sắc, nhưng theo quan điểm phong thủy thì nên tránh trồng chúng trong nhà hoặc là trên bàn làm việc. Thân cây chứa quá nhiều gai nhọn tạo ra một không gian với năng lượng tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình. Đặc biệt là nó có thể ảnh hưởng đến sự hòa khí giữa các thành viên trong gia đình. Thứ hai là cây môn kiển. Cây môn kiển mặc dù có màu sắc rất là bắt mắt, thường không nên trồng trong nhà. Theo quan niệm phong thủy thì loại cây này đòi hỏi sự chăm sóc cẩn thận. Nếu không được chăm sóc đúng cách, nó có thể héo rất nhanh. Điều này thường được xem là dấu hiệu không tốt. Ngoài ra, cây môn kiển chứa chất độc calcium oxalate có thể gây ra ngộ độc hoặc là bỏng rát da cho trẻ nhỏ nếu mà họ tiếp xúc với nó. Thứ ba là cây dạ lan hương.
Cây dạ lan hương dù có vẻ đẹp quyến rũ với màu tím thơm ngát thường không nên trồng trong nhà. Cây này thường nở hoa vào ban đêm và tỏa ra mùi hương mạnh mẽ, có thể thu hút những điềm không may. Theo quan niệm phong thủy thì trồng dạ lan hương trong nhà có thể gây rạn nứt tình cảm gia đình, cãi vã và xung đột. Ngoài ra thì mùi hương nồng có thể gây khó chịu cho những người có viêm mũi dị ứng. Phần cũ của dây dạ lan hương chứa chất độc calcium oxalate và licotin có thể gây ngộ độc cho trẻ con nếu mà họ vô tình ăn phải. Thứ tư là cây dâu tằm. Cây dâu tằm theo quan niệm phong thủy được xem là loại cây mang theo mình âm khí nặng nề, tượng trưng cho sự mất mát, đám tang và đau thương. Trồng cây dâu tằm trước nhà thì có thể gây cản trở nguồn năng lượng tích cực, thu hút khí xấu và tà ma vào nhà, gây ra những sự kiện không may mắn. Điều này thì có thể dẫn đến việc làm ăn không phát đạt và hao tài tán lộc. Nếu mà bạn yêu thích thì cây dâu tằm có thể trồng nó ở ngoài trời, trong vườn hoặc là ở phía sau nhà. Thứ năm là cây bách, cây đa bonsai. Cây bách và cây đa bonsai mặc dù là có vẻ độc đáo và thu hút, nhưng theo quan niệm phong thủy thì không nên đặt chúng trong nhà. Cả hai loại cây này có tính âm và có thể thu hút nhiều loại âm khí vào nhà. Thời xưa thì chúng thường được trồng gần mộ hoặc là đền thờ, miếu nên luôn được coi là loại cây thu hút ma quỷ. Trồng chúng trong nhà có thể tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ gây xáo trộn và mang lại nhiều điều xui xẻo cho gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ mà chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn. Hãy cùng chiêm nghiệm và có cách sử dụng bài trí vật dụng của gia đình sao cho gia đạo ấm êm, tài vượng dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.